soi nhật nguyệt, dùng máu tưới trời đất. Nỗi đau nhát dao hôm nay ghi khắc quyết tâm xưng đế của ta, Âm Lan suốt đời không quên. Lâm Tri Dương là phu quân kết phái do mẹ tôi sinh thời đã định cho tôi. Tôi tuyệt đối không nhường cho cô. Cô và Nhậm Tam Thứ tình đầu ý hợp, tại sao còn được vô đội tiên và Lâm Tri Dương Lý Long Cơ với tôi chứ? Chọn tình nghĩa hay chọn địa vị là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Thật ra bây giờ Lý Long Cơ đã hổ lạc đồng bằng, còn bị Mẫu Dương giam cầm ở Lạc Dương, cho dù xuất thân cao quý thế nào thì có địa vị gì chứ? Cho dù bây giờ người đó rồng bơi nước cạn, cô làm sao biết mai này người đó không tung cánh bay cao cai trị thiên hạ chứ? Danh sơn du vọng, bỏ ta còn ai? Cho dù muôn ngàn khó khăn, ta cũng phải nắm trọn sơn hạ, cai trị thiên hạ. Chọn tình nghĩa, cái đạt được chỉ là sự ngưỡng mộ của một người, nhưng cái ta cần là sự ngưỡng mộ của muôn ngàn người. Những gì Dương Trân này muốn, không ai có thể cướp đi. Sáng hy vọng, tất cả khó khăn sắp tới, hy vọng Tam Lan có thể dựa vào trí lớn, dễ dàng hóa giải. Trăng sáng làm chính, thủy đăng lập thề. Mai này Lý Long Cơ nắm quyền chấp chính, được giang sơn ba tánh, Dương Trần chính là hoàng hậu duy nhất của ta. Tuyên chỉ thái tử giám quốc cần chính yêu dân, ai nấy đều biết giang sơn cơ nghiệp phúc đức ba tánh, tương lai đất nước trông nhờ trữ quân, trẫm chọn sống đạm bạc, nay giao trọng trách xã tắc Lý Đường Tiên Thu giao phó hậu nhân, chọn ngày hôm nay nhường ngôi cho thái tử. Mong thái tử lấy giang sơn làm trọng, xã tắc đi đầu, xây dựng cơ nghiệp vì công, làm hết trách nhiệm vì dân. Thấy mình càng nghĩ càng sợ. Sợ Hoàng huynh chỉ dựa vào một mảng giang sơn đại đường, suy nghĩ sai lệch, cuối cùng đổi lấy hậu hoạn khó lường, không được yên thân. Nhưng trẫm đã hạ thánh chỉ rồi. Thì sao chứ? Chỉ cần trong tay Hoàng huynh vẫn giữ được quyền hành, cho dù sau này Tam Lan có bất cứ sơ suất gì cũng còn cách cứu vãn, không sợ khó sửa sai lầm. Chúng thần hiệp trợ xã tắc, phò tá tần đế, phú trạch muôn dân, làm tấm gương cho đời sau, tạo dựng hưng vượng cho thịnh thế. Thánh thượng nhường ngôi, thái tử nhận tỷ. Hôm nay trẫm truyền ngôi cho con, từ nay con phải ghi nhớ siêng năng chính vụ, nhân nghĩa thương dân. Thần mới đang ngôi vua, đạo lý trị quốc, những đời phụ hoàng hết lòng nhắc nhở. Tân Dương tức vị quyền hành chưa vững, đích thực khó tránh lo lắng nhiều chuyện. Trẫm thân là thái thượng hoàng chuyên trị quốc, nhất định dốc sức giúp đỡ, giảm lo lắng cho con. Từ nay về sau, trẫm vẫn tiếp tục tự xưng là trẫm. Ý chỉ do trẫm ban vẫn xưng là công, ý chỉ của con thì được xưng là chế. Mùng năm hàng tháng, trẫm sẽ tới điện Thái Cực Thượng Triều cùng tân quân triều thần cùng bàn quốc sự. Ngoại trừ việc đó, những quan viên trên tam phẩm miễn nhiệm hoặc hình phạt trọng đại dính líu rộng lớn, trẫm cũng sẽ thay mặt giải quyết. Từ nay về sau, con sẽ là quốc quân đại đường, trẫm sẽ là thái thượng hoàng. Tiếp nhận miệng tỷ. Đa tạ phụ hoàng.
Thái thượng hoàng dạng tuế dạng phúc, bệ hạ thiên thu nhân quang.